Như tâm định lệ Đức Như Lai, vật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điệu ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để vận tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân thực tọa Minh Thạch. Nội dung giáo trình trung bộ kinh Mát Chi Má Nikaya hôm nay, tánh không từ góc nhìn của quán không, bài 121, kinh tiểu không, Chulasun Nhatasutta, phân đoạn 584 đến 587, do thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy. Và giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Dạ, Namo Buddhaya, dạ con nghe rõ được tín hiệu của con không ạ? Dạ, con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thiên Vương Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta cái gì có thì chắc là có, một cái gì không có thì vẫn còn có một cái khác để gọi là có. Ngay cả cái việc mà một vị tu tập nếu chưa đạt được niết bàn mà chỉ là đạt đến cái mức độ thì mới là cái chỗ tu tập, mặc dù nó không có ồn ào nhưng mà vẫn có cái chỗ, dù đó là khu rừng yên ắng
hay là đến cái đề mục cũng là có, đề mục tu tập thiền chỉ cũng là có. Khi mà chứng đạt các tầng thiền cũng gọi là có. Vì luôn luôn e cấp phá quá hay e cấp cách tầm, tức là nó có cái gì đó, có cái gì đó nó dựa vào một cái cảnh. Chính vì điểm này, khi mà chúng ta nghe nói đến tánh không của Niết Bàn, nếu mà chúng ta không đọc cái bài kinh này với cái bài kinh kế tiếp thì chúng ta không hiểu như thế nào là tánh không của Niết Bàn. Khi mà chúng ta đọc ở đây thì Đức Phật đã thuyết pháp, người trình bày quá rõ ràng. Đó là ý nghĩa mà chúng ta cần phải lắng nghe. Ví dụ chúng ta lắng nghe, đọc bài, nhưng mà chúng ta có sự khác thất ý thì cũng có thể lãnh hội được, thưa quý vị. Giờ này không thấy thượng tọa Pháp Đăng, giảng sư của ngày hôm nay, chắc nhờ sư tuệ tri liên lạc liên hệ dùm trong khi cô tu nữ tịnh hạnh đọc bài. Bây giờ xin mời cô tịnh hạnh đọc cho bài học ngày hôm nay được một cái thầy. Dạ, xá thủ Lâm Na Thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Dạ, và con xin phép được đọc chánh văn. Bài học ngày hôm nay, bài 121, Kinh Tiểu Không, Chula Sunyata Sutta, Tánh Không từ góc nhìn của Quán Không. Tên bài kinh bằng tiếng Việt gây ngộ nhận. Bài kinh này gọi là Kinh Tiểu Không. Bài tiếp theo là Kinh Đại Không, nên dịch là tiểu kinh về không tánh hay pháp thoại ngắn về tánh không. Tánh không không có tiểu hay đại, tánh không là cảnh giới của các bậc hoàn toàn giải thoát. Đây là đề tài khó hiểu trong Phật học. Vào thế nhất Tây Lịch, luận sư Long Thọ đã khai triển đề tài này một cách rộng lớn trong quyển Trung Quán Luận và Giáo Lý Bát Nhã. Phân đoạn 584, Sự Trú Tâm của Bậc Đại Giác. Tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Thế Tôn, có phải Ngài đã từng nói là Như Lai thường trú tâm trong không tánh? Sunyata Vihare Hanahan Ananda Etarit Bahulam Viharamiti. Đức Thế Tôn xác nhận, trước kia và bây giờ Như Lai thường an trú trong không tánh. Uppe Bahan Ananda Etarahipi Sunyata Vihare Na Bahulam Viharamiti. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi, Xá Vệ, tại Puparama, Đông Viên, lâu đài của Mahatu, Lộc Mẫu. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi chiều được từ thiền tỉnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Đa bạch Thế Tôn. Một thời bạch Thế Tôn trú giữa các sắc ca, thích ca, Nagaraka là tên một thị trấn của các sắc cá. Tại đấy, bạch Thế Tôn nghe trước mặt Thế Tôn, con được ghi nhớ trước mặt Thế Tôn như sau. Này Ananda, ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất nhiều. Phải chăng bạch Thế Tôn, điều con đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng?
Thật vậy, này Ananda, điều ông đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. Thổ xưa và nay, này Ananda, ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất nhiều. Phân đoạn 585. Có thì có tự mãi mãi, không cả thế gian này cũng không. Tác ý đến cảnh thì cảnh hiện hữu với những hệ lụy liên đới. Kinh văn, ví như lâu đài lọc mỏng này không có voi, bò, ngựa, ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đàn bà, đàn ông tụ hội, và chỉ có một cái không phải không, tức là sự nhất trí ê cách tâm do duyên chúng tỷ kheo. Cũng vậy, này Ananda, tỷ kheo không tác ý thôn tưởng, không tác ý nhân tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên lâm tưởng, tâm của vị ấy được thích thú hân hoan, an trú, hướng đến lâm tưởng, vị ấy tuệ trí như sao. Các ưu phiền do duyên thôn tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên nhân tưởng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên lâm tưởng. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có thôn tưởng. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có nhân tưởng. Và chỉ một cái này không phải không, tức là sự nhất trí, tay cách tâm do duyên lâm tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Như vậy, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy. Thật có, không điên đảo, sự thật hiện hoàn toàn thanh tịnh, không. Phân đoạn 586, đối tượng tác ý là điểm tựa để nâng cao tâm định. Đối với sự tu tập, một người có khả năng lựa chọn đối tượng tác ý. Kinh văn, lại nữa này các tỷ kheo tác ý nhân tưởng, không tác ý lâm tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. Ví như này Ananda, tấm da con bò được căng thẳng trên 100 cọc gỗ, đặt tấm da được đoạn trừ, quy giá tá quá xí cá. Cũng vậy, này Ananda, tỷ kheo không tác ý đối với tất cả vật gì trên đất này, đất khô và vùng lầy, sông và vùng lầy, các cây có thân và có gai, núi là đất bằng, vì ấy tác ý sự nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. Vị ấy tuệ trí như sao, các ưu phiền do duyên nhân tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do tưởng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, sự nhất trí do duyên địa tưởng. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có nhân tưởng. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có lâm tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự trí do duyên địa tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vì ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy. Thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo không tác ý lâm tưởng, không tác ý địa tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên không vô biên xứ. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến không vô biên xứ. Vị ấy tuệ tri như các ưu phiền do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên địa tưởng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên không vô biên xứ tưởng. Ấy tuệ tri, loại tưởng này không có lâm tưởng, vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có địa tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên không vô biên xứ tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vì ấy biết, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy. Thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo không tác ý địa tưởng, không tác ý không vô biên xứ tưởng,
chỉ tác ý sự nhất trí do duyên thức vô biên xứ, tâm vì ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến thức vô biên xứ. Vì ấy tuệ tri như sau: các ưu phiền do duyên địa tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên thức vô biên xứ tưởng. Vì ấy tuệ tri là tưởng này không có địa tưởng. Vì ấy tuệ tri loại tưởng này không có không vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên thức vô biên xứ tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vì ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo, không tác ý, không vô biên xứ tưởng, không tác ý thức vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên vô sở hữu xứ tưởng. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến vô sở hữu xứ. Vị ấy tuệ tri như sau: các ưu phiền do duyên không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên vô sở hữu xứ tưởng. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có không vô biên xứ tưởng. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có thức vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên vô sở hữu xứ tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vì ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại này Ananda, tỷ kheo, không ý thức vô biên xứ tưởng, không tác ý vô sở hữu xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất duyên phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tâm được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vì ấy biết như sau: các ưu phiền do duyên thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có thức vô biên xứ tưởng. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có vô sở hữu xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vì ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo, không tác ý vô sở hữu xứ tưởng, không tác ý phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng. Sự tác ý sự nhất trí do duyên vô tướng tâm định tâm, vì ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến vô tướng tâm định. Vì ấy tuệ tri như sau: các ưu phiền do duyên vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên phi tưởng, phi phi tưởng xứ không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có vô sở hữu xứ tưởng. Vì ấy tuệ tri, loại tưởng này không có phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, vị tỷ kheo, không tác ý vô sở hữu xứ tưởng, không tác ý phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên vô tướng tâm định. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến vô tướng tâm định,
Vì ấy tuệ tri như sau: vô tướng tâm định này thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phàm cái gì thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy tuệ tri như vậy. Do vì ấy tuệ tri như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết nha ná rằng đã được giải thoát. Vì ấy tuệ tri sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng thái này nữa. Vì ấy tuệ tri các ô phiền do duyên dục lậu không có mặt ở đây, các ô phiền do duyên hữu lậu không có mặt ở đây, các ô phiền do duyên vô minh lậu không có mặt ở đây, và chỉ ở một ô phiền này, tức táo nhập duyên mạng, duyên với thân này. Vì ấy tuệ tri loại tưởng này không có dục lậu, vì ấy tuệ tri loại tưởng này không có hữu lậu, vì ấy tuệ tri loại tưởng này không có vô minh lậu. Và chỉ có một cái này không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy biết cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy. Thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Phân đoạn 587, cảnh giới vi diệu của các bậc thánh đức, các bậc giác ngộ giải thoát trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều an trú tâm ở không tánh. Kinh văn: Này Ananda, phàm có những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ, sau khi chứng đạt đã an trú cứu cánh vô thường thanh tịnh không tánh xuân nhã tâm, tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều chỉ an trú cứu cánh vô thường thanh tịnh không tánh này. Này Ananda, có những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sau khi chứng đạt sẽ an trú cứu cánh vô thường thanh tịnh không tánh, tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều sẽ an trú cứu cánh vô thường thanh tịnh không tánh này. Này Ananda, phàm có những sa môn hay bà la môn nào trong hiện tại sau khi chứng đạt và an trú cứu cánh vô thường thanh tịnh không tánh, tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt nếu an trú cứu cánh vô thường thanh tịnh không tánh này. Do vậy, này Ananda, sau khi chứng đạt ta sẽ an trú cứu cánh vô thường thanh tịnh không tánh. Như vậy, này Ananda, các ông cần phải học tập. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Nhất Đẳng. Dạ, con chưa thấy thực tọa pháp đăng vào trong rung. Dạ, con không biết là sẽ tỉnh Việt Nam. Dạ, con. Dạ, sa thủ con kính trân thực sư đại đức tuệ tri. Dạ, và giờ đây thì chúng con thành kính cung thỉnh thực tọa Giác Đẳng thì từ bi thuyết giảng tại kinh vừa đọc. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ thiên thập thực sư, đại lễ chư tôn đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa vị, chúng tôi không được biết là thượng tọa pháp đăng khi nào sẽ vào trong rung, và do vì chúng tôi xin được thay lời thượng tọa pháp đăng khi nào thượng tọa pháp đăng vào thì quý Phật tử bảo kỹ cho chúng tôi biết. Bài kinh ngày hôm nay, thưa quý vị, trước hết là về đề tài của bài kinh đó, thì cái tựa của bài kinh dễ gây ra rất nhiều ngộ nhận, nó cũng giống như một số các bài kinh khác rải rác ở trong Trung Bộ. Khi mà chúng ta nói là kinh tiểu không, và bài tiếp theo thì chúng ta nói kinh đại không, thì chúng ta nghĩ rằng chữ tiểu và chữ đại đó, nó là cái tính từ của cái sunyata, của tánh không. Nhưng thật ra thì
dịch cho rõ đó thì chúng ta nên hiểu rằng cái chữ tiểu và chữ đại này chỉ nói đến cái kinh thôi. Nếu mà chúng ta dịch cho sáng nghĩa đó thì chúng ta nói rằng một bài kinh ngắn về tánh khóc. Và ngày thứ ba chúng tới chúng ta một bài kinh dài về tánh khóc, hay là tiểu kinh về tánh khóc, đại kinh về tánh khóc. Chứ nếu mà dịch sang tiếng Việt thì chúng ta dịch là kinh tiểu khóc hay kinh đại khóc, thì nhiều khi đã là không rồi, còn có tiểu đại thì là chưa là không được. Trước khi đi vào ý nghĩa của bài học ngày hôm nay đó, thì chúng tôi xin được nói một chuyện hơi ở ngoài đề chút xíu. Đó là giáo lý về tánh không đó là một cái hệ tư tưởng lớn của Phật giáo, và đã được một vị luận sư của Phật giáo Đại Thừa, được xem là sư Phật giáo Đại Thừa, khai triển về sau để trở thành một cái hệ giáo lý rất là quan trọng của Phật giáo Bắc truyền, gọi là Bát Nhã. Và rồi chính tánh không đã được viết trong một tác phẩm cũng rất là nổi tiếng của Phật giáo Đại Thừa là Trung Quán Luận. Chúng tôi không biết là hôm nay có thì giờ hay không, nhưng mà hoặc giả là tuần này hoặc tuần tới thì chúng tôi sẽ dành vài phút để có một ít so sánh giữa giáo lý về thánh không trong kinh điển Pali và trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Bởi vì Phật giáo Việt Nam chúng ta đã phần lớn là theo Phật giáo Đại Thừa, và ít nhiều những vị Phật tử cũng nghe về tánh không của Sujata. Thưa quý vị, ngoài cái tựa đề của bài kinh này đó là kinh tiểu không, nó có vấn đề một chút, thì ở bên trong nó lại có một cái từ ngữ mà chúng tôi không hiểu tại sao mà được dịch sang tiếng Việt như vậy. Đó là chữ Ekatta hay là Ekatta, tùy theo chỗ. Cái chữ đó ở trong này là nhất trí. Chữ nhất trí đó hoàn toàn không có dùng được ở đây, và nó gây sự ngổ sự khổ nhận rất là lớn. Ví dụ tôi nói rằng ở trong cái dánh đường này không có voi, không có ngựa, không có xe, không có này kia, chỉ có sự nhất trí của chư tỳ kheo. Thì mới nghe đó, mà trong văn Việt Nam mà dịch như vậy đó thì nghe nó có hơi kỳ kỳ, là dường như đối với chúng ta thường chúng tôi không biết là ngày hôm nay ở Việt Nam chỉ nhất trí người ta hiểu thế nào. Ngày xưa đó chỉ nhất trí có nghĩa là sự đồng thuận của tất cả mọi người, thì ở đây nó có nghĩa gì đồng thuận hết, dạ, không nghĩa về nhất trí hết. Mà lát nữa chúng tôi sẽ nói về cái chữ nhất trí ở cái chữ Ekatta, và chúng ta phải dịch lại. Chữ đó là một cái chìa khóa rất là quan trọng khi mà chúng ta nói về tánh không. Thì để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của bài kinh này thì thưa quý vị, chúng ta cần nói chuyện ở bên ngoài thương thức một chút, nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà từ chỗ đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái ý nghĩa rất là lợi lạc khi mà Đức Phật này dạy về Sunyata. Theo trong Phật Pháp đó, thì thưa quý vị, cái tâm của chúng ta và cái phản ứng của tâm nó dựa lên trên cái nhiều cái yếu tố chung quanh. Và những yếu tố này khi mà nó đồng loạt sinh khởi, nó gặp với nhau thì nó tạo ra. Khi mà những yếu tố đó không tồn tại nữa thì cái đó nó trở nên vô nghĩa. Một cái ví dụ rất là dễ hiểu về tánh không đó, về cái này có, do cái này có, cái kia có đó,
là chúng ta cũng trở lại hai cái thí dụ mà mình thường nghe, rất thường nghe. Và vị nào mà học ở trong kinh điển Pali thì quý vị đều biết. Tại vì hai thí dụ này lấy từ tác phẩm Milinda Panha, từ tác phẩm Milinda Phẩm Đạo. Và những thí dụ này cũng tìm thấy ở Tam Tạng, như là Kinh Tế Túc chẳng hạn. Bây giờ, ở trong Kinh Tế Túc nói về một cái đứa trẻ chăn trâu, thấy có một người đi trên núi mà họ dùng cái tù và, tức là một loại kèn bằng cái vỏ ốc, họ dùng cái vỏ ốc. Ngày xưa, cái vỏ ốc thỉnh thoảng, thì chúng ta biết rằng khi mà Lạp Sơn đã từng một thời là biển, là núi cao vậy đã từng là biển, thành ra trong những cái vật khóa thạch thì thỉnh thoảng người ta tìm thấy vỏ ốc giống như ở tại Hoa Kỳ, mà Denver, Colorado đã từng là biển, nên thỉnh thoảng người ta tìm thấy những cái khóa thạch như là sò ốc cũng. Thì cái vỏ ốc nó có những lỗ vỏ ốc rất là lớn, những cái gọi là cái conch, những cái vỏ ốc lớn lắm. Và những cái vỏ ốc này nếu mà khéo làm, khéo sử dụng được, thì nó tạo ra những cái kèn gọi là cái tù và. Và cái tù và này rất là nổi tiếng cho những người đi núi, tại vì người ta có thể truyền đạt với nhau, ra tín hiệu lẫn nhau. Ví dụ như một người bên ngọn đồi này, người đồng đồi kia, thì có thể thổi tù và, và cái tù và nó vang xa, bên kia nghe được tiếng, biết rằng à, bạn của mình ở bên kia. Thì có một đứa trẻ chăn bò, nó ở trên truyền núi, thấy có người thổi tù và mà tiếng rất lớn, rất xa. Thì người này bị lý do gì đó, ví dụ đi tắm suối chẳng hạn, để cái tù và đó ở trên bờ, và đứa trẻ bục độc nó lấy ăn cắp cái tù và đó. Và điều mà nó thích thú không phải là cái tù và, mà điều nó thích thú là cái âm thanh được phát ra đến tù và. Và ý rằng cái âm thanh đó nó nằm ở đâu đó, ở trong cái tù và này. Nhưng mà nó lật tới, lật lui, nó tới cái lui mà không cách gì mà nó tìm được cái âm thanh đó. Và nó đã làm quyết định rất là thiếu ký, đó là nó đập vỡ cái tù và đó ra. Thì nó kiểu giống như người ta đó, vua Tỳ Đức nó đập vỡ kính ra tìm thấy bóng. Dù có đập vỡ cái tù và ra thì cũng có thể tìm thấy cái âm thanh. Bởi vì sao vậy? Cái gọi là âm thanh, âm thanh của chiếc kèn, âm thanh tù và đó, nó đến từ một cái sự kết hợp của cái tù và, của cái hơi và của cái kỹ năng thổi tù và của cái người sử dụng. Chứ bây giờ không có người có kỹ năng sử dụng tù và để thổi một cách đúng cách thì nó sẽ tạo ra âm thanh được. Thì không nên nói rằng âm thanh trước đó có rồi sau này đã có và luôn luôn có nằm trong tù và. Và cái có của âm thanh đó nó chỉ sanh khởi là do sự kết hợp của người thổi, của cái sức thổi, của cái kỹ năng thổi và cái tù và, và được kết hợp thành âm thanh. Cũng như là chúng ta nghe câu chuyện là giáp ất cãi với nhau là cái tiếng ngân của chuông nó nằm ở cái dùi và cái chuông vậy đó. Nhưng mà thật ra nó không nằm ở ngân, nó không nằm ở cái dùi chuông hay là ở cái chuông, mà nó là sự kết hợp giữa dùi với chuông và người đánh. Hay hoặc giả là chúng ta thấy rằng người ta dùng hai cục đá để người ta đánh vào nhau, đánh cục đá này, cục đá kia, xẹt ra lửa. Thì không nên nói rằng lửa trước đó đã có, sau đó đã có, hay là lửa nằm sẵn cục đá. Mà đơn giản, lửa là kết quả của cái sự cọ sát thiên đá, hai cái vật thể rất là rắn. Thì ở đây nó tạo nên cái mà chúng ta gọi là lửa. Thì đối với giáo lý duyên khởi, thì Đức Phật Ngài dạy rằng nhãn thức sanh khởi là do con mắt thấy cảnh sắc. Và có rất nhiều chuyện ở đời nó sanh khởi là do nguyên nhân này hay là nguyên nhân kia. Rồi thì khi mà không còn nữa thì nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Dạ. Lúc đó thì nó rất có ý nghĩa. Mà sau này không còn ý nghĩa gì hết. Chúng tôi rất là thích một cái bài nói chuyện của một vị Lạc Ma người Tây Tạng. Đó là Lạc Ma Trung Pa. Một con người
một cái vị tu sĩ Tây Tạng nghe rất nhiều thành luận, nhưng mà vị này kể từ một cái kỷ niệm về bản thân của mình. Ngày xưa khi mà vị đó ở bên Tây Tạng đó còn niên thiếu đó, thì thấy cái thế giới của Tây Tạng, nền văn minh của Trung Hoa, cái gì cũng là cao vời, cũng là vĩ đại. Và bởi vì vị này rất là thông minh, nên hồi nhỏ đó thì ưa thích nào là nghệ thuật về hội họa, về điêu khắc của Trung Hoa, về những nghĩa Trung Hoa. Nhưng mà rồi vượt biên từ Tây Tạng sang Ấn Độ, thì vị này tiếp xúc với cả một cái nền văn học Phạn ngữ lớn, và trở về với quy nguyên của đạo Phật thì vị này lại thấy Ấn Độ quá quan trọng. Rồi được bảo lãnh sang Anh Quốc để sinh sống, thì vị này thấy nền văn hóa Tây phương thật sự quý mến quá. Nhưng khi vị này có một cái hồi ức lại đó, thì có vị thấy rằng cái tính cách quan trọng và cái ưu tiên của cuộc sống đó thật ra nó chỉ là một cái phản ứng đối với hoàn cảnh thôi. Mình ở tại đó thì mình thấy nó quan trọng lắm. Giống như hồi nhỏ mà lúc mình còn là học sinh, mình đi học, đôi khi cái chuyện mà gây gỗ rồi đánh lộn với nhau, rồi lúc đó mình thấy ồ, phải dở sống dở chết. Có nhiều người thấy chuyện đó rất là quan trọng. Nhưng một khi mình rời mấy trường rồi đó, thì tất cả chỉ là một dĩ bản nhạt nhòa, nó không có gì quan trọng hết. Chúng ta lại đi từ thế giới này sang thế giới khác. Cái khổ của chúng sanh đó là ở trong một giai đoạn nào đó thì chúng ta dở sống dở chết. Chứ tôi đừng nói chi với chuyện mà hồi còn nhỏ chuyện này chuyện kia. Thứ vị ở tại Hoa Kỳ đó, chỉ cách đây một tháng, hai tháng rồi, vì cái chính trị của Hoa Kỳ đó, nó là nhiều người điên đảo. Họ rất là điên đảo. Và thậm chí là họ tạo như những cái hình ảnh thần thánh của họ, sùng bái rồi họ làm đúng cái chuyện hết. Nhưng mà rồi khi nó qua rồi, thật sự quý vị bây giờ nó chỉ còn là ký ức. Dĩ nhiên nó còn lưu lại một chút đó, nhưng mà nó không phải là nó tạo nên một cái không khí quan trọng như người ta nghĩ. Tại vì lúc đó, điều kiện đó, hoàn cảnh đó, sự tương tác đó, kết hợp những nhân duyên đó, con người của chúng ta thì hay bị một cái tình trạng gọi là tự gạt lấy chính mình và tự mình đau khổ. Tại mình thích khuếch tán, thích phóng đại những cái sự kiện hàng ngày, mình thấy nó to lớn lắm. Chứ tôi sống ở trong chùa thường thì nó có nhiều cái chuyện lắm. Ví dụ như hiện tại chùa Pháp Luân vì bảo tích thật ra bị ống nước bể, và bây giờ ống nước đó là một việc mà ở chùa phải lo, phải chăm sóc. Rồi có khi một thời gian nào đó có Phật tử đến chùa đặt nặng về vấn đề xây cất, có lúc đặt nặng về vấn đề là vườn trồng hoa trồng kiển, rồi có lúc đặt nặng về vấn đề là chư khách tăng vân vân. Nhưng mà nếu mà là một vị sư sống ở chùa, là một người mà trải qua nhiều năm trong chùa, thì thấy rằng tất cả những thứ gì nó chỉ là một cái thời điểm nào đó rồi nó trôi qua. Nó cũng giống như trước Tết thì mình nào là chuẩn bị bông hoa, chuẩn bị thứ này thứ khác, thịnh duyên tăng rồi những buổi lễ vân vân. Khi Tết qua rồi thì thử gia đất trở lại cái bình thường. Do vậy chúng ta nên hiểu một điều rằng cái tụ, cái tán, cái hợp, cái tan, cái sanh, cái diệt của đời sống đó, nó chỉ là một sự kết hợp của nhiều nhân nhiều duyên. Và cái phản ứng của chúng ta đối với sự việc đó, đôi khi nó hơi không phải nó hơi mà nó thường là quá đà, quá độ. Cái phản ứng quá độ của chúng ta đó là vì chúng ta nghĩ rằng mình ăn đời ở kiếp nó mãi mãi là như vậy, những điều đó nó lớn chuyện, nó to tát lắm, nhưng mà thật ra nó không phải vậy. Lúc đó thì quả thực nó chi phối chúng ta rất lớn, cũng giống như là những vị nào sống ở Mỹ mà thời gian trong từ cuộc bầu cử tháng 11 năm rồi cho đến ngày 20 tháng Giêng năm nay thì bao nhiêu cái biến cố thì mình thấy lớn, nhưng mà khi nó qua rồi thì nó chỉ chuyện xảy ra thôi. Chúng ta có vẻ như là
dùng cách nói, dùng cái tư tưởng để suy nghĩ, và mình nghĩ là lớn chuyện. Nhưng mà quả thật là chúng ta thích thì không có thích làm chuyện lớn, mà chúng ta thích làm lớn chuyện về vậy đó. Làm lớn chuyện, sanh sự thì sự sanh, sanh sự thì sự sanh, tức là cái chuyện đó nó chừng đó thôi, nhưng mà mình làm rộn ràng, mà làm lớn chuyện thì nó lớn chuyện ra. Mình cứ ngồi suy nghĩ lại tất cả những cái gì mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời đó, thì đó là một cái ví dụ rất là thú vị cho mỗi người. Ở một giai đoạn nào đó mình thấy cái gì quan trọng lắm. Ví dụ như lúc đó thì cái chuyện mà gây gỗ, chuyện va chạm lúc đó, chuyện thiên tai lúc đó, cái chuyện bệnh dịch, chuyện chính trị vân vân, nó lớn chuyện. Nhưng mà khi nó qua rồi thì nó qua rồi. Chứ như buổi sáng chúng tôi bước ra bên ngoài, một ngày trời rất là ấm, chúng tôi nhớ rằng cách đây vài tuần thì trời rất là lạnh, tuyết trắng ở chùa. Thì thực sự thú vị, nó là một cái bốc chạm của thời gian rồi. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật Ngài không có dạy chúng ta nhìn về sự việc đó một cách hư ảo, hay là một cách nói cho khó nói. Chúng tôi rất là sợ là đôi khi có những giáo lý của Phật Pháp đó, như là vô thường hay về tánh không đó, nó trở thành một cái lối nói có rất là đầu môi chót lưỡi, nó không có đem vào trong cái, nó không có đem vào trong cái cuộc sống một cách cụ thể, mà nó chỉ là một thứ triết lý. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong cải lương hay trong chuyện kiếm hiệp, đụng chuyện gì cũng nói là tứ đại giai không, ngũ uẩn giai không, nhưng mà hận thù với nhau chắc đất, dạ hận thù chắc đất, nhưng mà cái hình ảnh nó rất là lố lăng lắm. Dạ, nhưng mà rồi hận thù như vậy, nhưng mà đụng đến thì nó tứ đại giai không, thì như vậy nó có một cái khoảng cách rất lớn giữa cái thực tế và cái triết lý. Ở đây nó phải là triết lý, ở đây nó là một cái thực tế, thì chúng ta tạm hiểu nó như vậy. Đức Phật Ngài muốn lưu ý chúng ta là để hiểu giáo lý tánh không đó, thì chúng ta nên hiểu giáo lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi đó có thể nói ở trong một cái ý nghĩa là do cái này có thì cái kia có. Dạ, cũng như chúng tôi nói rằng do có hai cái cục đá và do có một cái sự cọ sát, tức là chạm vào nhau thì nó ra lửa. Thì cái lửa nó sẹt như vậy đó, nó là do cục đá này, cục đá kia, do có một sự xúc chạm mạnh. Bây giờ không có một trong những yếu tố đó thì không có lửa. Dạ. Như vậy thì cái gọi là hiện hữu, cái gọi là sự việc gì đó, dạ, chúng ta thấy hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc xa hoặc gần, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, vân vân, những thứ đó nó chỉ là một cái sự sanh khởi do nhân và do duyên. Dạ, do nhân và do duyên. Chúng ta chỉ để ý đến cái sự việc đó mà chúng ta không thấy cái nhân duyên đó. Đầu tiên chúng ta nên hiểu là chúng ta chỉ để ý sự việc mà chúng ta không hiểu đến nhân duyên. Rồi khi mà chúng ta để ý đến nhân duyên đó, thì chúng ta không thấy được cái gọi là cái tâm của chúng ta có một vai trò ở trong đó. Ở đây là một yếu tố. Tâm ở đây là sự nhận thức. Và nhận thức, ví dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong cái giảng đường lọc mẫu này, và không có ngựa, không có voi, không có xe, không có người. Và lúc đó thì chỉ có một điểm mà nó tạo nên cái gọi là cái giảng đường đó, đó là chư tỳ kheo. Dạ, chư tỳ kheo. Dạ, ở đây có dịch chữ ekata là nhất trí đó, không có chỉ nhất trí ở đây hết. Nó chỉ là như vậy, là cái gọi là giảng đường ở trong này đó, nó không phải là cái chợ. Lý do nó phải là cái chợ tại vì nó không có hàng hóa, nó không có người bán, không vôi có ngựa, mà nó giảng đường là nơi sinh hoạt của tỳ kheo. Ở trong kinh cũng có đề cập đến cái hình ảnh đó, là chư tỳ kheo lúc đó rất là đông. Dạ, ở rất là đông, và các vị đã xếp những cái tọa cụ với nhau. Thì trong cái tọa cụ đó có cái lớp lan thứ lớp,
và mới có người nhìn vào có cảm tưởng như là một cái cộng đồng hay là một cái gì rất một cái tu viện mà rất là đông đảo chi tỳ kheo, thì đó cũng là một ấn tượng. Dạ, đó là ấn tượng trong cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đi qua không biết bao nhiêu những cái thành phố lạc đạc, những cái hoàn cảnh thế này thế khác, nhưng mà rồi tất cả chỉ là vậy thôi. Dạ, tất cả chỉ là vậy. Nó có đến có đi, có hiệp có tan, có sanh có diệt. Thì cái yếu tố nào đó mà nó tạo nên, thí dụ như chúng tôi đã từng hồi nhỏ có cái cảm giác về cái nhà lục chợ. Dạ, theo mẹ đi chợ vào buổi sáng sớm thì cảm giác sáng sớm là người ta tấp nập lui tới, kẻ buôn người bán ồn ào, những tiếng giao hàng vân vân. Và rồi có những buổi trưa mà chúng tôi đi tình cờ đi học về hay là bị ghé ngang nhà lòng chợ chẳng hạn, thì buổi trưa đôi khi nó vắng vẻ, tại vì lúc đó trời nóng, rồi ở Việt Nam trời nóng rồi rau cũng dễ héo khô, rồi cá cũng dễ bị ương, người ta ít bán buổi trưa mà họ chỉ bán buổi sáng sớm thôi. Cái nhà lòng chợ buổi trưa mà chúng ta nghe vỏ phím diễn tả lại, nó đổi một cái tiếng vỗ cánh của những loài chim mà nó ở trong những cái hốc ở trên cái nóc nhà lồng chợ đó, nó cũng cho chúng ta thấy cái sự siêu quạnh của một cái nhà lồng chợ vào buổi trưa. Mà thật ra thì nó cũng chỉ là nhà lồng chợ đó thôi. Dạ, buổi sáng thì nó ồn ào, buổi trưa thì nó trống vắng. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Dạ, nhiều lúc nếu mà chúng ta thấy được ở trong cuộc sống tất cả chỉ là tụ là tán, là sanh là diệt, là đến là đi, còn mất, những thứ đó nó chỉ là một cái biểu thị của từng giai đoạn, từng giây phút mà có nhân duyên này hay nhân duyên khác. Khi mà nó có thì chúng ta thấy lớn chuyện, mà khi nó không có thì nó tan biến mất. Thật ra cái mà khiến cho chúng ta đau khổ nhất, khiến cho chúng ta phiền não nhất là chúng ta luôn luôn bám, luôn luôn chặt một cái trạng thái nào đó. Và cái trạng thái đó mình nghĩ là nó liên viện, trạng thái đó nó mãi mãi là như vậy, nó luôn luôn thật sự nó không phải như vậy. Và bây giờ thì khi mà Đức Phật này đề cập đến cái yếu tố của nội tâm nhận thức á, và nội tâm nhận thức, chúng tôi nhắc lại là quý vị đừng bỏ qua cái chữ nhất trí. Chỉ nhất trí là một cái chữ rất là sai, rất là dở, bởi vì chữ Ekata ở đây. Dạ, ví dụ Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong cái chánh đường này không có cái đèn tin, nhưng mà chỉ có một thứ, và nó tạo nên cái hiện tượng đó là sự có mặt của cộng đồng tăng chúng. Rồi khi một người đi sâu vào cái thế giới nhận thức của nội tâm đó, mà cái này đó nó lại liên quan đến một điều, và điều đó chúng tôi thường nói trước kia, đó là tam muội định. Tam muội định tức là một cái trạng thái thành tựu rất cao của đời sống tâm, tức là các thiền chứng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là cũng nói về vô thường, nhưng mà một cái người mà không có trình độ văn hóa khác với trình độ văn hóa, một người mà không có hiểu biết về lịch sử khác với người có hiểu biết về lịch sử, một người không có trình độ về thi ca khác với trình độ về thi ca, thì thứ gì cũng nói về vô thường, khổ vô ngã, nhưng mà đối với vô thường vô ngã của một vị có thiền chứng và một vị không có thiền chứng lại khác nhau. Yeah, nó khác nhau. Phải trải qua điều đó thì chúng ta mới hiểu được. Yeah, chúng ta mới hiểu được nó khác nhau như thế nào. Lấy ví dụ như là khi mà chúng ta không có khi mà chúng ta không có sự nghiệp, chúng ta không có tiền bạc á, mà thưa quý vị, khi mình bàn đến cái việc mà mình bàn đến chuyện này chuyện kia trong cuộc đời thăng trầm, thì cái bàn đó đôi khi nó chỉ là một thứ triết lý, và nó là một thứ triết lý suông đó, nhưng mà là một người đã từng sống, đã từng trải và đã từng có nhiều thứ. Lúc mà nói về cái vô thường thì thứ việc cái vô thường nó khác. Dạ, cũng giống như Đức Thế Tôn,
của chúng ta khi mà Ngài nói về các cái luận thuyết đó, thì Ngài nhắc là Ngài đã từng là một vị vua ở trong cung điện. Ngài đã từng là một người sống ra những năm tháng khổ hạnh một cách cao độ. Thì bây giờ cái nhìn của Ngài đối với con đường trung đạo nó rất khác với cái người đã không có từng trải như vậy. Thì tương tự như vậy, một vị mà có thiền chứng, và cái thiền chứng đó, đó nó khiến cho vị này cảm thấy được là mình thế này thế kia. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe nói là góp danh lợi bùng pha sắc sắm, thì chúng ta đồng ý là danh lợi đó đúng là hư ảo, đúng là quyến hoặc, đúng là một bụng bùng, đúng là chẳng có cái gì để mà mình tranh chấp hết. Nhưng mà cái nói của một người mà chưa từng có gì hết, không từng có gì hết, nó khác với một người đã từng có quá nhiều. Khi một người đã có quá nhiều mà cảm nhận được đúng là gót danh lợi bùng pha sắc sắm, mà họ có thể nhìn lại chính bản thân của mình được, họ có thể nhìn thấy được cái ngã tính của mình, cái sự hãnh diện, sự tự hào của mình, v.v. thì cái đó nó lại có chuyện khác. Bởi vì khi mà một vị đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên, thức vô thiên, biên vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng, mà có thể nhìn thấy được rằng tất cả những trạng thái này nó đều là tụ tán sanh diệt do nhân do duyên, đó lại là một chuyện khác, rất khác với một vị không có thiền chứng. Thì quý vị, ở trong bài kinh này đó, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài đặc biệt đề cập đến bốn cái thiền vô sắc, tại vì thiền vô sắc kết hợp cả hai thứ, một là cái tâm mùi định, tức cái năng lực, cái định lực cao, nói theo kinh tạng đó là tứ thiền, nói theo thắng pháp tạng đó là ngũ thiền. Mà chẳng những vậy, ở trong thiền vô sắc còn có những khái niệm, có những khái niệm như là hư không là vô biên, thức là vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng, những khái niệm rất gần với tánh không, dạ, rất gần với tánh không. Nhưng mà không, tất cả những khái niệm đó đều là cái khái niệm để phát huy định lực, nó chỉ là một điểm tựa, và ngay cả cái điểm tựa đó cũng phải thấy nó là vô thường, là trống rỗng, là vô ngã. Cái này sẽ chịu rất là khó. Thì con người chúng ta, thưa quý vị, sống đa phần chúng ta đi tìm cái động lực, đi tìm cái sự khích lệ đến từ những cái có. Mình có cái ngoại hình đẹp, có tiền, mình có địa vị, mình có học vị, mình có cái này, có cái kia. Và cái có đó nó làm cho chúng ta trở nên có ý nghĩa. Khi mà mình nói chuyện với một người nào đó, mà người đó thường kể về cái quanh lịch của mình, tôi đã từng như vậy, tôi đã từng thế kia, tôi đã có cái nọ, thì chúng vì thật ra chúng ta sẽ cảm nhận được rằng, cho dù những điều đó đã qua rồi, cho dù những điều đó chỉ là dĩ vãng thôi, nhưng mà người ta vẫn sống với dĩ vãng đó, và họ sống với niềm hãnh diện đó. Cái chuyện đó mới nghe thì thật sự thì nó cũng vô thưởng vô phạt thôi, tại vì mình đã có một cái quá khứ vang bóng một thời, có một quá khứ vàng son, thì mình có quyền hãnh diện, có quyền vui. Nhưng mà thưa quý vị, cái mà gọi là hãnh diện gì đó, nó cho chúng ta thấy một điểm là cái tâm của chúng ta vẫn còn bị lệ thuộc vào chỗ đó, dạ, lệ thuộc vào cái cao, cái thấp, cái sang, cái hèn, cái thô, cái tế, dạ, và chúng ta chỉ xả ly được đối với cái gì, xả ly được đối với cái thấp, xả ly được cái mà xấu mình không muốn nhớ, nhưng mà những cái đẹp, những cái mà mình thấy rằng nó tế nhị, những cái mà mình thấy nó cao sang thì mình vẫn bám víu, vẫn tự hào và muốn kể lại, thì ít nhiều ở đó nó cũng có vấn đề.
không có vấn đề. Tại sao? Tại vì chúng ta vẫn còn lấn cấn với chính mình, chúng ta chưa thật sự nhìn một cách thoải mái. Và cho đến khi nào đó mà nói theo ngôn ngữ của Đức Phật là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, đô thị, y tế, chuồng thẳng, hạ liệt chuồng thẳng, thì tất cả các quẩn ấy chỉ là quẩn thôi. Tất cả quẩn ấy chỉ. Và nên nhận thức và chánh trí như vậy. Đó không phải là ta, không phải của ta, không phải sự ngã của ta đó. Thì thật sự lúc đó chúng ta mới tìm được một cái sự an bình thật sự. Tìm được một cái gọi là không có so đo, không có lấn cấn, không có đặt để là mình phải sống bằng giá trị này, sống bằng giá trị kia. Và lúc đó thì chúng ta mới có thể sống một cách tự tại, như là nhìn một dòng nước chảy thì dòng nước chảy là dòng nước chảy thôi, chứ không có cố gắng chặn dòng nước chảy nó lại, không muốn làm cho nó khác đi. Tại vì chặn nó cũng được, mà muốn làm cho nó khác đi cũng không được. Của đời đó là như vậy. Dạ. Tức là thử nghĩ, nếu mà quý vị nào sống ở tại Mỹ, sống ở thành phố Houston, mà trong mấy tuần lễ vừa qua, thì một bài học mà chúng ta thấy rõ ràng rằng trời lạnh đổ tuyết xuống nó là một biến cố lớn. Rồi do trời lạnh đó, người ta bị cúp điện, cúp nước, nó cũng là một sự chi phối lớn. Rồi thế này thế kia. Và bây giờ, thì sau một vài tuần lễ dần dần cuộc sống trở lại bình thường, thì những cái đó nó chỉ là những cái hình ảnh của quá khứ. Nó có nghĩa thì nó cũng phải, chẳng phải, mà nói nó vô nghĩa nó cũng không phải. Chứ lúc đó trời lạnh, lúc bị cúp nước thì mình thấy nó lớn chuyện, nhưng mà nó qua rồi thì nó sẽ không có lớn chuyện. Chúng tôi có những cái giây phút thưa quý vị rất là lợi lạc trong cuộc đời, là khi mà Hòa Thượng Hồ Giác Ngài tịch đi đó, thì Ngài có để lại một số cái tem thư sưu tập. Và trong những tem thì chúng tôi biết rằng có nhiều thứ mà nó rất quan trọng, là tại vì nó có những cái sưu tập tem về Việt Nam, hay là tem về Phật giáo, hay tem này kia chẳng hạn. Nhưng mà rồi khi chúng ta nhớ lại hình ảnh Ngài xếp những con tem vào trong album, rồi hoặc chả là ngay cả chúng tôi đi tới lui cốc của Ngài, Ngài Hòa Thượng Hữu Giác, Ngài là một người có một cuộc đời mà chúng ta tạm gọi, nói thì dân từ bên ngoài là rất quanh liệt đó. Đời sống Ngài có nhiều cái thăng trầm, và Ngài giữ rất nhiều vai trò quan trọng trong Phật giáo cận đại ở Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà thăng trầm bên chục việc này việc kia, thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng tôi đi vào cái giường mà Ngài đã nằm, giường mà Ngài đã trút hơi thở cuối cùng, đi ngang cái tháp mà đựng di cốt của Ngài, thì thật ra đúng là vô thường đó. Nó cuộc sống lúc đó thì nó lớn chuyện nó có đó. Và có thể vài ba chục năm sau, khi mà chúng tôi không làm trụ trì chùa nữa, và một vị sư trẻ nào đó đến đây làm trụ trì chùa Pháp Luân, coi chùa Pháp Luân, thì vị cũng chưa chắc biết gì cuộc đời của Ngài Hồ Giác. Và vị đó cũng nhìn chỉ là một cái gì đó của quá khứ thôi, đâu có ý nghĩa gì hết. Chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà ở đây không phải là chúng ta nhìn những điều đó để chúng ta chán nản, chúng ta buồn phiền, chúng ta bi quan, mà chúng ta nhìn điều đó để trả chúng ta lại với cái tâm rỗng rang, trả chúng ta lại với tâm thanh thản, trả chúng ta về với cái tâm là không có nặng lòng quá. Cái chiến chữ nặng lòng ở đây tức là mình đặt quá nặng việc gì đó. Tại vì sao? Tại vì mình nặng lòng, tại vì mình nghĩ là nó quan trọng thôi. Mà nó quan trọng thì nó có gì quan trọng. Nó có gì quan trọng hết. Tại vì sao? Tại vì một phần của cuộc sống nó là do yếu tố khách quan, nhưng mà một phần lớn khác là yếu tố chủ quan. Chủ quan là sự nhận thức của chúng ta. Bởi vì cái câu thơ của vị thiền sư Đời Nhà Lý mà chúng tôi rất ở đây, cả câu mà tác hữu trần sa hữu vi không nhất thấy không, có thì có chuyện mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Thì thưa quý vị, ở một phần nào đó nói lên được một cái trạng thái, đó là khi mình nghĩ nó lớn chuyện thì nó lớn chuyện, mà mình nghĩ nó không lớn chuyện thì nó không có gì lớn chuyện. Nó đơn giản là như vậy. Mình hay lồng lộn, mình hay nghĩ là nó to chuyện, nó phải thế này phải. Thật ra đa phần
là tự mình nghi cả với chính mình, dạ, tự mình là khổ với chính mình, tự mình phóng đại câu chuyện đó ra cho mình thấy câu chuyện to, nhưng mà nó cũng biết sao to cũng sao to. Bây giờ một trận bão tuyết đi qua, lúc đó ai thấy cả chủ văn test sách bị tuyết hết thì nó lớn chuyện, nhưng mà khi một vài ngày rồi đã ấm lại thôi bình thường. Và cũng giống như là bây giờ nhiều người sống ở miền Bắc, họ sống cả một mùa đông vài ba tháng bão tuyết thì nó bình thường thôi. Ngay cả thưa quý vị, chúng tôi làm việc ở trong phòng học ở đây, nó cũng có những bài học rất là vui, là nhiều khi làm việc ở trong 20, 21 năm qua thì có nhiều lúc có những cái va chạm, có những cái buộc phiền của vị này, vị kia, của các vị trong ban điều hành, của Phật tử, chư tăng, có người còn, người mất. Ví dụ Đại Đức Pháp Tính, và Đại Pháp Tính từng làm việc với chúng ta rồi chỉ một thoáng. Ngày hôm trước Pháp Tính còn thuyết pháp, lần hôm sau nó mất rồi. Và bây giờ dân già trở nên kẹt ở trong cái ký ức, bởi vì khi mà mình sống, mình sinh hoạt, ta còn nhắc đến mình, nhưng mình chết rồi càng lâu ta cũng quên đi. Dạ, không riêng vì Đại Đức Pháp Tính mà tất cả chúng ta một ngày nào đó mình thấy rằng đó nó có chuyện gì mà lớn chuyện ở trên đời như chúng ta nghĩ hết. Ở tại Houston thưa thì có một cái công viên gần South Central Park, ở South Central Park này đó, thì họ còn để lại một chiếc tàu chiến vào thế kỷ thế chiến thứ hai, và trên nó có cái nghĩa trang nhỏ ở trong đó chôn những người lính vô danh, và những người lính thì đã chết trong cái trận chiến giữa tướng Austin và tướng Anita của Mỹ Thiên Cơ. Họ đánh nhau một trận, và tại cái trận chiến đó thì nhiều binh sĩ đã chết rồi. Nó đã khởi sự ra đời của một cái đất, một cái quốc gia gọi là Cộng hòa Texas, và về sau này Cộng hòa Texas trở thành tiểu bang Texas trong liên bang của Hoa Kỳ. Thì khi mà lâu lâu có dịp chúng tôi đưa một vài vị khách Phật tử ra ngoài thăm cái công viên, tại nó rộng và tương đối cũng dễ thương, và nhìn những cái mộ phần, nhìn những mộ bia đó, người ta dựng lên những cái mộ đá nhưng mà không có để tên, tại vì ngày xưa thứ điện người ta có đôi khi chết rồi ta dựa trên cái quân phục đó, quân phục của lính Mỹ Tây Cơ hay quân phục của lính của Texas đó, họ chôn rồi họ cắm mộ bia vậy thôi, chúng ta chỉ thấy mộ bia. Thì mình hiểu rằng lúc trận chiến diễn ra rất là ác liệt, và trận chiến ác liệt đó nó đã kết thúc, rốt cuộc thì quân đội của Texas đã thắng và quân đội của tướng Anita của Mỹ Tây Cơ đã thua, và Mỹ Tây Cơ đã phải từ bỏ cái quyền cai trị tiểu bang Texas, và tiểu bang Texas trở thành một trận đấu quá lớn, một trận chiến lớn. Bây giờ chúng ta đến đó thì còn gì? Chúng ta đến đó còn gì? Chúng ta đến đó chỉ là một công viên, và trong công viên đó nghĩa trang là phần rất nhỏ, và ở nghĩa trang đó là nơi đã chôn xác của những người mà đã từng gào thét xung phong, đã từng sống từng chết trong trận chiến đó. Nó thật sự rất là vô nghĩa, vô nghĩa lắm. Chúng tôi là việc trong giáo hội thống nhất cũng vậy, giáo hội năm thống nhất trong thời gian mà 4 năm trong qua đó thì cũng có những cái biến cố. Nó thực sự cũng không từ năm 2006 và đến 2016, 10 năm đầy biến động. Thì trong thời gian đó có nhiều Phật tử cũng dở sống dở chết, lên trên internet email chửi bới với nhau, mạ lị với nhau, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống với nhau. Nhưng mà rồi sao? Rồi một khi mà Đức Địa Ngũ Thánh Thống và Tượng Quảng Độ tách rồi, rồi có những cái nhân tố mà có những nhân vật mà đã từng gần thét một thời bây giờ đi rồi, thì nó trở thành sự im lặng của vô nghĩa. Nó sự im lặng của vô nghĩa. Cái sống của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta đặt quá nặng về chuyện gì đó ở trong một giai đoạn nào đó, bởi vì nó chỉ là một sự nông nổi thôi. Chúng ta không thấy được cái tính giả hợp của cuộc sống, nó không thấy được tính vô thường. Và nếu mà chúng ta thấy ở tại đây là mình quá vui, quá buồn, mình làm quá lớn chuyện về chuyện gì đó ở trong một thời điểm nào đó, là bởi vì sao?
là tại vì chúng ta thấy chuyện đó chuyện rất lớn, lớn lắm. Chuyện đó là không đội trời chung, hoặc là anh sống hoặc tôi sống, hoặc giả là chuyện này là phải bước qua xác chết của tôi, là phải thế này đi kia nghe lớn. Nhưng mà khi nó qua rồi chắc có gì hết, đâu có cái gì hết, nó chỉ là một sự tụ tán của nhân của duyên lúc đó. Và chúng ta vui buồn, chúng ta gào thét, chúng ta sân si, chúng ta giận dữ. Nhưng mà thưa quý vị, một cái điểm đặc biệt, và chúng ta thấy như vậy là Đức Phật dạy rằng cuộc sống nó chỉ là một cái dòng chảy của những hiện tượng sanh diệt. Và tất cả những hiện tượng sanh diệt đó, đó nó do nhân, do duyên. Một cái nhân duyên lớn nhất đó, đó là cái sự nhận thức của tâm. Và một cái biểu lộ mà cho chúng ta thấy cái sự nhận thức của chúng ta sai lầm nông nổi là quá vui, quá buồn, quá phiền não đối với sự việc. Và khi chúng ta quá phiền não thì chúng ta nhận sự việc đó một cách quá nông nổi. Và chẳng những vậy mà chúng ta không có nhìn, không có khả năng quán chiếu, nhìn vào cái trống rỗng của nội tâm của chúng ta. Dạ. Khi mà chúng ta đi học còn nhỏ thì có những bữa mà ai làm chuyện gì đó họ nhục mạ mình giận lắm, giận lắm kìa. Rồi sao? Bây giờ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm nhìn lại đó, nó chưa ký ức, nó không có nghĩa gì hết. Dạ, nó không nghĩa gì hết. Nó giống một cái tuần thác vậy. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ, chúng tôi có đọc chuyện của một cái nhân vật mà đã tạo nên nhà Tống. Nhà Tống là một trong những cái triều đại lớn của Trung Hoa. Tức là nhà Tống rồi đến nhà Nguyên đến nhà Minh, nhà Tống rất là cái người mà đã tạo nên nhà Tống, rất là Triệu Khuôn Dẫn. Thì nói Triệu Khuôn Dẫn mà còn nhỏ đó, là một người võ biên. Bây giờ thật ra có một vị mà lập nên những cái triều đại của Trung Hoa như là nhà Minh hay nhà Tống, thường đó, cái vị Khai Sơn, cái vị mà bắt đầu Tống Thái Tổ hay là Minh Thái Tổ đều là những người xuất thân trong thầm trường hết. Thì Triệu Khuôn Dẫn cũng là người võ biên hồi nhỏ đó. Lúc mình đi xem hát thì thấy có một cái màn kịch, đó là một cái tay cương hào ác bá rượt đuổi theo một cái thai phụ, tức là một phụ nữ có thai. Nhưng mà có lẽ là hai cái diễn viên, hai người đóng kịch họ đóng quá xuất sắc đi, nên nó tác động đến cái cảm xúc của người coi, và họ cảm thấy rất là giận dữ đối với cương hào ác bá đó, rất là tội nghiệp cho cái người phụ nữ mang thai và phải chạy được. Và Triệu Khuôn Dẫn trong lúc mà không kiểm soát được, là một khán giả ở dưới, ngồi ở dưới đó là sân khấu, mà rút tên ra bắn chết cái tay cương hào ác bá, mà thật ra đều là diễn viên ấy. Và sau này phải trốn đi. Về sau này thì Triệu Khuôn Dẫn trở thành một cái vị đã khai mở ra nhà Tống. Thì cũng có rất nhiều trường hợp, thưa quý vị. Chúng tôi nhớ là có một thời những cái tác phẩm gọi là kiếm hiệp của Kim Dung được dựng thành phim và phim Hồng Kông và sau là phim Trung Quốc. Ví dụ như là Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Sở Niêu, Thần Niêu Đại Hiệp, nó đã trở thành những cái cao trào rất lớn ở trong cái không phải kênh nhìn giải trí, trong cái suy nghĩ của người Việt Nam. Có những người thương và khóc với Quách Chỉnh, với Hoàng Dũng, có những người ghét và thương với Vi Tiểu Bảo, rồi có những người thích theo thích với Dương Quá, Cô Long, đúng chứ chị? Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy là đúng là lúc cao trào nó lên thì chuyện nó lớn, người ta nhắc tới nhắc lui rồi sao? Rồi khi nó qua rồi thì vậy thôi. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những nhân vật đó là cho dù là một tay rất là lém lịch như là Vi Tiểu Bảo, hay một người mà có một quá khứ rất là đáng thương cô độc như là Dương Quá, hay là một người rất là ngây vô như là Quách Chỉnh chẳng, thì chỉ là hư cấu mà được thiệt thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta tình cờ là người Việt Nam, tình cờ thưởng thức chuyện kiếm hiệp Kim Dung, tình cờ thích phim ảnh,
thì đôi khi những cái cốt truyện đó, những nhân vật đó, nó trở thành lớn chuyện, nó trở thành ảnh hưởng đến cảm xúc vui buồn của mình. Nhưng nếu chúng ta ngồi xuống một chút đó, thì nó chỉ là cái vai diễn mà thôi. Nó thực sự nó chỉ là vai diễn, nó chẳng có cái gì hết. Nó chỉ là vai diễn. Tại vì sao vậy? Một cái hư cấu được các nhà tiểu thuyết hay là các nhà soạn kịch hay biên soạn cải lương hay thế này thì kia họ dựng lên một nhân vật nào đó rồi có người diễn, có khi hay, có khi dở, rồi đã ảnh hưởng đến vui buồn của chúng ta, và đôi khi nó tác động cả một cái giai đoạn, một cái trào lưu xã hội, rồi sau đó thì thưa quý vị nó lắng xuống. Thì ở đây một cái nhìn nào đó Đức Phật ngài dạy chúng ta là ngay cả một người, một hành giả, một vị mà tu tập mà có trình độ rất cao, từ thiền chứng, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì không vô biên thức, vô biên vô sở, phi tưởng, phi tưởng, diệt thọ tưởng định, vân vân, thì với một vị mà sống mà có đủ sự hiểu biết, và thầm phải nói nếu mà chư Phật toàn giác không ra đời thì rất khó để chúng ta hiểu được điều đó. Đó là tất cả những cái ảo diệu, những cái hay, những cái siêu việt, nó đều là sự hiện khởi của nhân duyên đó. Dạ. Người đó tu tập pháp đó, chứng đạt được pháp đó, và rồi cái vui, cái buồn, cái sâu lắng, vân vân, tất cả nó tan biến trong thời gian. Sự tan biến này gọi là tánh không. Bây giờ chúng ta nói đến một cái yếu tính rất là quan trọng. Đó là nếu mà có một thanh niên, một thiếu nữ mới ra trường, mà khi thanh niên, thiếu nữ mới ra trường, họ có một cái công ăn việc làm rất là tốt, có lương rất là cao. Ở Mỹ rồi những người đó là yuppie. Yuppie tức là những vị mà trên dưới 30 tuổi chẳng hạn, có công việc làm tốt, có bằng cấp, rồi họ mua nhà cửa, rồi họ lập gia đình, họ thấy cuộc đời một màu hồng, mà họ bảo rằng thấy tất cả đều là hư ảo, họ không có an lạc đâu. Bây giờ tự nhiên cuộc đời mình đang lên, đang màu hồng, tuổi đang trẻ, sức còn sung, rồi đang có những cái hứa hẹn trên đường sự nghiệp mà bảo rằng quá là không, nhưng mà quả thực ra những người đó sẽ rất là khổ trước những đổi vời của cuộc sống. Và ở đây có một điểm trong bài kinh này nói đến là sự an lạc. Sự an lạc thực sự khi mà an trú vào tánh không, nhìn thấy tất cả chỉ là hiện tượng, thấy tất cả chỉ là sanh do duyên, diệt cũng do duyên, nhìn thấy tất cả chỉ là một sự tụ tán của nhân duyên, chỉ tìm được sự an, một cái sự an ổn, sự an ổn tuyệt đối, một sự an ổn vô thường. Dạ. Mà sự an ổn này không phải ai cũng cảm nhận được, không phải ai cũng hưởng được. Dạ. Nó đơn giản như vậy là nếu chúng ta sống ở một nơi mà trước cái trời mưa, trời nắng, trời lạnh, trời nóng mà mình nghĩ rằng tất cả chỉ là hiện tượng, nó phải như vậy đó, nó là như vậy. Khi mà trời đẹp thì mình không có kêu gào lên đó rằng xin cho trời đẹp như vậy mãi mãi. Khi mà trời lạnh đó mình nói ô tại sao trời lạnh, mình chống đối. Khi nào mà có một buổi trời nhiều mây đó, mình nói mưa mây sao buồn quá, vân vân, thì tất cả những cái phản ứng quá độ đối với cái sáng, cái tối, cái ngày, cái đêm, cái lạnh, cái nóng, cái đẹp, cái xấu của thời tiết, chúng ta phản ứng đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ sự phản ứng đến đường nông nổi hết, và cái sự an lạc nhất là mình hiểu rằng thời tiết là như vậy đó, nó vốn dĩ là như vậy thì nó là như vậy, thì mình nói như vậy, mình sống với như vậy rồi. Giải tha phu tăng là mình sống với cái trí tuệ như duyên, thì mình như thế nào thì mình chấp nhận như vậy. Và cái khả năng mà thấy được cái tính trống rỗng, cái khả năng thấy được cái tính mà nó không có bị cái lõi, nó không có cái gì, một cái thực thể hằng trụ, một cái thực thể trường tồn bất biến đó, mà khả năng sống rất an lạc đó, thì nó
nó cần một chút bảo lãnh, nó cần bảo lãnh, nó cần cái ý thức, cái ý thức vượt lên trên tất cả. Nhưng nếu chúng ta, chúng ta rất khó nghĩ đến điều này, tại vì cuộc sống mình là à, có cái này, có cái kia, có cái nọ, từ cái ngoại hình, từ cái cao sang, từ tiền bạc, người thân, cơ sở sự nghiệp, ô đủ thứ hết, tất cả mọi thứ, và tất cả những thứ đó mình nghĩ rằng mình có thì mình hạnh phúc. Nhưng mà mình không thấy được rằng trong tất cả cái có đó, đó thật ra nó tụ tán nhiều dân dân lắm, và nhiều thứ rồi nó cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Không phải nhiều thứ mà tất cả mọi thứ. Và cho đến khi nào mà mình thấy rằng pháp nào có sanh thì ắt phải diệt, pháp nào sanh do duyên mà diệt do duyên đó, mà hiểu được một cách chân thật thì chúng ta đạt sự an lạc chân thật. Bởi vì khi ngày A Sĩ Chí, ngày 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 đọc ngày 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 Upanishad, tức là ngày Xá Lợi Phất, còn cư sĩ mình gặp ngày A Sĩ Chí, A Sĩ Chí nói rằng chư pháp sanh do duyên mà cũng do duyên mà sanh do duyên mà diệt đó. Thì đối với nhiều người cái câu đó không có nghĩa gì hết, câu đó chỉ là một câu kệ thôi. Nhưng mà đối với ngày Xá Lợi Phất, câu đó là một cái câu nói rất là nặng ký, đã khai mở cái tâm tư của ngài, và ngài đã bước vào trong một cái thế giới mới hoàn toàn. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử trong cái ý nghĩa của bài kinh, tức là bài tiểu kinh về tánh không. Và chúng tôi không muốn nói là kinh tiểu không, mà tiểu kinh về tánh không. Rất tiếc là hôm nay cho đến giờ này thì truyền tọa pháp đăng vẫn chưa khóa vào group. Do vậy chúng tôi kể như là mình kết thúc bài nói chuyện hôm nay về bài kinh này. Chúng tôi không có đi vào từng câu, nếu quý vị có thời giờ rảnh đọc lại, nhưng mà chúng tôi có nói đại loại như vậy. Thì bạch thượng tọa tiểu sư không biết là thượng tọa có mặt ở trước bái không. Nếu thượng tọa tiểu sư ô dạ, thì kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ giảng cho ý nghĩa thêm về bài học ngày hôm nay. Và sau đó thì chúng ta có thể, nếu có thời giờ thì mình sẽ có một bài thảo luận ở kính cung thỉnh thượng tọa. Đồng bộ bất thai nhà. Kính bạch chư tổng đức, kính thưa quý vị. Trong gian chờ đợi thượng tọa giảng đạo đưa ra các cái câu thảo luận, thế tôi muốn xin chia sẻ với quý vị một đôi điều trong bài kinh ngày hôm nay. Tánh không Sunyata, là một cái trạng thái không dễ gì để chứng đạt, không dễ gì chúng ta có được. Ở đây thưa quý vị, ở trong cuộc sống này chúng ta gặp nhiều cái sự phiền toái là do vì có, hãy có cái này thì có cái kia, do có cái này mới có cái nọ. Và vì rằng có cái gì đó, mình ghi nặng việc đó, chấp thủ việc cái đó, cho nên mình mới bị phiền não vì cái đó. Thế cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng đạt được cái không
thì nó mới hạnh phúc. Nhưng mà ở trong bài kinh này chúng ta thấy rõ ràng là ở đây tức là phải đạt được dần dần, phải đạt được dần dần. Trước nhất là khi một người đã hiểu được thế còn tài sản, còn trâu bò gia súc, còn nhà cửa đất vườn, còn danh còn lợi, thì mình còn bị phiền toái bởi, bị lôi kéo theo theo cái dòng đời đó. Một người mà từ bỏ được cái đó, tức là không có tác ý, nhất hướng về tài sản của gia súc, họ từ bỏ để họ đi vào xuất gia. Nhưng người khi xuất gia ở tại cái ngôi chùa ở trong làng thì mình bỏ đi cái gia đình, em chạy vô trong chùa, mặc dù mình không có bị dính mắc bởi cái tài sản, bởi gia súc, nhưng mà mình còn phiền toái bởi ở trong một cái ngôi chùa có nhiều cái phần sự phải làm, hoặc là ở trong làng thì còn phải giao tiếp, còn phải tiếp xúc, rồi nhân tưởng, tức là còn phải dính mắc với những cái tiếng ồn của loài người, vâng. Thế là vị tỳ kheo đó sau khi Pachanati, tức là hiểu rõ hay là tuệ tri được, thì vị đó tác ý cái gọi là lập tưởng, gọi là Aranyasanya. Aranyasanya tức là vị đã đi vào rừng sâu, tức là ở đó không có đạt được tánh không, là không có cái tưởng chi phối bởi làng, cái tưởng chi phối bởi con người ồn ào. Nhưng mà cho dù đến cái mức độ đó thì tỳ kheo phải cũng phải hiểu là chỉ còn cũng vẫn còn phiền toái. Cái chữ phiền toái ở đây đó, hay là ở đây, ở trong cái bài kinh dịch là ưu phiền, vậy là ưu phiền. Chữ ưu phiền đó là chữ Daratha, Daratha tức là cái sự bực bội, cái sự bực bội hay gọi là cái sự phiền toái. Đúng ra cái chữ Daratha đó chúng ta dịch là phiền toái là hay hơn là cái chữ ưu phiền. Chữ ưu phiền nó ký,
Còn cái chữ ưu có nghĩa là cái sự buồn bực. Và một vị tỳ khưu, một vị tu tập mà để cho cái tâm buồn bực như vậy thì nó không có, cũng không có hay lắm. Cái tâm mình mất sự an lạc, dầu cho mình có tu tập nhưng mà bị chi phối bởi cái trú xứ, một cái khu rừng, hay thậm chí cho đến một địa ngục, cái đó cũng gọi là cái sự phiền toái. Cho nên chữ Dharatha vậy là phiền toái rất là hay. Rồi bây giờ khi vị đó cố gắng tu tập không có tác ý đến lâm tử, tức là không có tác ý đến cái khu rừng, tức là vị đó đạt được cái không, đạt được cái không, không bị dính mắc cái gốc cây hay là những cái bụi rậm hoặc là những cái tàn bóng mát của cây hoặc là những dòng suối vân vân, không còn dính mắc. Nhưng mà vị đó còn bị dính mắc bởi, cũng gọi là có, là dính mắc bởi cái địa ngục. Đi đâu cũng phải nhớ tưởng cái địa ngục đó, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi cũng nhớ tưởng cái địa ngục. Và chính cái địa ngục đó, chẳng hạn như địa ngục cái sinh ái là Pathuvi, thì nó còn bị dướng vô cái Pathuvi Sanya, Sanya đó, Pathuvi Sanya Paticca Manasikaro Karoti Ekatam, tức là có cái sự tác ý nhất hướng về đất, hay ở trong kinh nói là địa tưởng, xài chữ Hán. Rồi bây giờ sau thì cái vị tỳ kheo cần phải quán tri, cần phải hiểu rõ để đạt đến một cái cảnh giới về thiền. Thì khi mà vị đó bỏ được và vượt qua được cái sắc tưởng, cái thiền sắc giới á, bỏ được cái sắc tưởng chướng ngại tưởng á, đạt đến cái gọi là akasan sancha yatana sanyam paticca manasikaro ekatam, tức là đạt đến phi tưởng phi tưởng, đạt đến không vô biên xứ tưởng, không vô biên xứ tưởng, thì mặc dù là cái thiền vô sắc nhưng mà vẫn còn cái tưởng không vô biên xứ. Đây cũng được xem như là có. Rồi cái tâm bởi vì khi mà đạt đến như vậy cho vị tỳ kheo còn cảm thấy khoan khoái, tâm cảm thấy khoan khoái, dễ chịu và an trú. Giống như cái chiếc thuyền đó, mặc dù không bị mắc cạn nhưng mà thuyền nó nằm khơi trên mặt nước và nó vẫn còn cái sự dây cột mũi thuyền vào trong một cái cột trụ ở trên bờ, thì như vậy con thuyền nó vẫn còn đứng yên đó, nó còn bị dính mắc bởi cái cột trụ đó.
Nhưng mà bây giờ có những trường hợp mà người ta tháo dây thừng không có cổ trên bờ nữa mà người ta ra giữa sông người ta neo, thì cái neo đó đó, cái mũi neo mà nó chìm xuống đáy sông và nó nặng quá cho nên nó giữ chiếc thuyền ở lại, thì như vậy đó, là cũng còn có cái phiền toái. Thế còn có cái sự trú vào trong pháp hữu vi, tức là còn có sự phiền toái. Quý vị nhớ này, thế còn trú vào pháp hữu vi thì còn có sự phiền toái. Bởi tại sao vậy? Bởi vì ở đây đó, Anicca vata sankhara uppa dabbaya dhammino upacitta niruchanti te sanghu pasamusuko. Đức Phật ngài dạy rằng là các pháp hữu vi là vô thường, tự tánh sanh diệt. Cái gì có sanh lên thì ắt có hoại diệt. Tịnh được pháp hữu vi ấy mới thật sự an lạc. Tức là ở trong cuộc đời này, hay chúng ta nói theo cái từ chuyên môn đó, là trong cái pháp hữu vi này, hãy không có cái này thì nó cũng còn có cái sự phiền toái, bởi y cứ vào cái khác, y cứ là bên tính chất, y cứ vào cái khác. Và trong đời sống tu tập của chúng ta, chúng ta y cứ vào cái chỗ này, rồi chúng ta phải cũng còn y cứ vào cái chỗ khác, thì như vậy chúng ta không nên dính mắc ở cái chỗ đó. Và chúng ta nên biết rằng chỉ khi nào mà hoàn toàn giải thoát, tức là chứng niết bàn rồi đó, thì lúc bây giờ mới thật sự cái tánh không tuyệt đối, cái tánh không tuyệt đối. Bởi vì cái tánh không đó, nó không có trạng thái tương đối hay là đắc đầu. Thì ở đây trong cái bài học này, khi mà chúng ta học về tánh không, thì chúng ta cần phải hiểu rằng nếu mà nói rốt ráo là chúng ta phải đạt đến cái tánh không của Niết Bàn đó, thì lúc đó mới thật sự là bỏ hết tất cả, thật sự không còn cái sự phiền toái, một mãi mãi phiền toái. Thế nhưng ở trong cuộc sống của chúng ta, mà muốn đạt được cái trạng thái không tánh tuyệt đối, cái tánh không tuyệt đối như là Niết Bàn, nó đâu phải dễ thưa quý vị. Do đó cho nên những cái tánh không thông thường khác mà chúng ta có được cũng là được. Thí dụ bây giờ chúng ta đang so sánh, mỗi người có danh, có lợi. Hệ có danh, có danh tiếng thì khổ vì danh tiếng, phiền toái vì danh tiếng. Mà bây giờ mình bỏ được cái hư danh đó, thì như vậy là chúng ta cũng đã đạt được cái tánh không. Mặc dù cái tánh không chỉ là tương đối, nhưng mà đạt được cái tánh không đó thì chúng ta cũng hạnh phúc được. Hạnh phúc hơn những người mà họ đang ở một cái địa vị, đang có một cái danh, cái lợi nó chi phối. Rồi khi mà bỏ được cái danh, cái lợi đó, được cái tánh không như vậy rồi, nhưng mà khi một người xuất gia vào chùa, xuất gia xong rồi, cái
giáo hội cử cho vị đó là vị trụ trì của chùa này, chùa kia vô đó. Thì như vậy bây giờ mình đạt được cái tánh không kia là chúng ta có cái sự hạnh phúc rồi, nhưng mà chúng ta lại bị khổ là do dính mắc bởi cái này, vân vân. Cho nên chúng ta phải luôn luôn bachana tiếp tức là tùy tri, tức là biết rõ vị tỳ kheo phải biết rõ. Mà cho đến khi nào mà vị đó biết rõ, ở đây có một câu rất là quan trọng. Tức là vị đó cần phải hiểu được rằng là tăng san tăng y đằng a thi tí a cha na tí, tức là phải biết rõ khi cái này có mặt thì cái kia mới có mặt. Khi mình hiểu rõ như vậy đó là vị đó mới có thể đạt được cái sự thanh tịnh, bởi là không có điên đảo thì kiến á quý ba la la tha á bari xuất tha sunyata và cần biết cho một tí. Chúng ta luôn luôn phải biết rõ. Người ta nói đơn ra bên ngoài đó là chạy ô mồ mắc ô mã. Chúng ta thấy hãy có cái này thì khổ, phải chi đừng có cái này là mình hết khổ. Chúng ta chỉ biết cái tánh không cỡ chừng đó thôi. Nhưng mà khi bỏ được cái này, không có cái này đó, mà còn cái khác thì mình khổ cái khác. Và không có cái khác thì không có khổ đó, nhưng mà lại có cái khác nữa. Bởi pháp hữu vi khi nào là chưa dứt trừ, chưa vu vasmu, tức là chưa có tịch tỉnh được pháp hữu vi thì nó ví dụ giống như người nông dân mà họ cắt bờ bê đê đấy thưa quý vị. Còn trước lâu ngày cái bờ đê ruộng do bị cua nó làm hang hay là chuột nó khoét nó đào hang, thế cho nên cái bờ đê đó đến chừng cái mùa nước nổi lên thì bờ đê đó nó bị xì lỗ mội và nước nó tràn vào ruộng làm hư hại, thế là người ta phải đắp bờ. Nhưng mà hễ người ta bứt được cái lỗ mội này gọi là không có nước ở lỗ mội ở cái điểm này, nhưng mà nước nó lại len lỏi và nó xì ở chỗ khác cách đó ở chừng một thước, rồi nó hãy dán cái lỗ mội ở đó để không có nước tràn vào thì nó lại xì tiếp cái lỗ mội chỗ khác, nó phiền toái lắm chú vị. Tức là chèn đầu này thì nó xì đằng kia, cứ như thế. Trong cái cuộc sống của chúng ta quý vị, đầu tiên chúng ta bỏ cái này để chúng ta nghĩ tưởng rồi sẽ hạnh phúc, nhưng mà thật ra chúng ta bỏ cái này mà chúng ta buông cái này mà chúng ta bắt cái nọ thì chúng ta vẫn còn cái sự đau khổ, vẫn còn cái sự phiền toái.
Do đó cho nên chỉ khi nào mà đạt tới niết bàn á, tức là chấm dứt cái tình trạng pháp hữu vi, thì lúc đó mới là cái tánh không tuyệt đối, lúc đó mới thật sự là không có cái sự phiền toái. Chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý vị thêm một phần trong khi chờ đợi thường tuệ giác đẳng. Sợ cầu thuận được bây giờ thì có rồi. Và bây giờ thì xin kính thỉnh thường tuệ trở lại điều học. Câu hỏi thăm một với thầy. Sao tôi kính thỉnh thường tuệ sư? Mà thường tuệ sư không biết đây là vấn đề ý kiến thôi, ý kiến cá nhân. Phật giáo Bắc truyền như Nam truyền, Phật giáo Đại thừa như Nguyên thủy đều nói đến tánh không. Nhưng mà thượng tọa có để ý một điều là bên Phật giáo Nam tông thì lại thường khuyên quán về vô thường, khổ não, vô ngã, mà trong khi Phật giáo Bắc truyền thì đề cập đến tánh không rất là nhiều. Thật ra cũng phải nói rằng Chư Tăng bên Nam tông thì hiếm khi mà viết một tác phẩm về tánh không hay là bàn về tánh không nhiều như Phật bên Bắc truyền. Thì thượng tọa có thì tôi có ý kiến là tại sao như vậy không, tại sao có hiện tượng có sự khác biệt như vậy, và tại sao mà chúng ta ít nói về quán về tánh không như Đức Phật nó dạy ở đây, mà chúng ta dạy về quán vô thường, khổ não, vô ngã. Xin kính thượng tọa. Kính bạch trên tầng thứ tư quý vị Phật tử, thực ra thì khi mà quán về vô thường, khổ đau, vô ngã, tới cái giai đoạn quá vô ngã tức là quá tánh không rồi. Bởi vì một trong bốn cái đặc tính của vô ngã, tức là tánh không, sunyata, nếu mà chúng ta đọc vào trong thắng pháp thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp cái từ sunyata để chỉ cho cái pháp vô ngã. Có chứ không phải là không có, nhưng mà nó khác đi để cho chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà trước khi mà muốn hiểu cái tánh không đó, là chúng ta phải biết như thế nào là tánh không, tức là không có một cái bản ngã, không có cái bản ngã, không có cái chủ nhân ông ở trong cái đối với ngũ uẩn này. Và tại sao không có chủ quyền? Atanu lukua de fisaro, đời là vô thường, đời là vô sở hữu, không, đời là vô ngộ, vô chủ, không có cái chủ quyền đó là vô ngã. Vì nếu là hữu ngã thì có thể điều phối sắc thọ tưởng hình thức phải như thế này, đừng như thế nọ, nhưng mà không được, cho nên là vô ngã. Mà bây giờ nếu mà chúng ta nó muốn nói rằng không có chủ quyền, không có thể sắp xếp được, bây giờ lấy, bây giờ muốn cái gì sắp xếp cái gì, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng trong khi đó thì các pháp hữu vi đó là tạm bợ,
nó vô thường, nó biến hoại, có sanh nó có diệt. Mà cái gì có sanh diệt vô thường thì cái đó là khổ. Mà cái gì vô thường khổ mà không có nằm dưới sự kiểm soát sắp đặt một cái gọi là bản ngã thì cái đó gọi là vô ngã. Mà hiểu được tam tướng vô thường khổ vô ngã thì cuối cùng mới lộ ra, mới hiển lộ ra cái tánh không, cái tánh không của cái pháp hữu vi, tánh không của pháp hữu vi. Và khi hiểu được cái tánh không của pháp hữu vi đó thì lúc bây giờ cần phải có cái sự liễm tri như trong cái bài kinh ngày hôm nay, tức là tánh không của pháp hữu vi. Nhưng mà cái tánh không của pháp hữu vi của vô ngã đó nó chỉ có cái là nó không có cái chủ quyền, anh official không có chủ quyền để mà an bài, để mà sắp đặt. Nó khác với cái chữ sư cha ta tấn công của nước bạn. Và thường thường đó thì thưa quý vị, khi người ta luận bàn về cái tánh không đó, chúng tôi cũng xin nhận xét là đa phần sách vở hay là những cái nhân vật, những cái tác giả họ luận bàn về tánh không đó, chưa chắc họ đã là người chứng đạt được cái tánh không của niết bàn đó. Chứ không phải chuyện đơn giản. Đừng có nghe người ta dùng dao to búa lớn, người ta nói sầm như vậy, mình nghe mình phục lăng quá, giống như là cái câu chuyện mà con cọp rồi nó ở trong cái xứ đó nó không có con lừa. Một ngày kia đó thì có cái người thương buôn họ ở phương xa, họ mang lừa đi theo để chuyên chở đến cái xứ nọ, cái ông ta mới thả lừa ra cho nó ăn. Thì con cọp nó ở xa trong rừng, nó thấy con vật gì vật, con vật gì mà lạ ở đây chưa từng thấy. Nhưng mà con lừa khi mà nó rống lên, tiếng rống của con lừa thì nghe nó to lắm thưa quý vị, nó la nó hét to lắm. Cái con cọp nó sợ, nó nghe vậy nó quá sợ, cha cái con này cũng dữ dằn dữ, con này chắc nguy hiểm lắm, chắc cũng là ngang cơ với mình đi, chắc mình đấu có năm ăn năm thua. Cho nên nó dè dặt, nó bò đến lần lần, nó theo dõi những động tác thì con lừa nó lên ăn cỏ. Lâu lâu nó rống lên vậy, rồi con cọp nó ra nó thử, nó vờn thử. Khi nó vờn thử thì con lừa nó chỉ tung mỗi một chiêu là đá hậu. Lừa với ngựa thì nó có cái chiêu là đá hậu, hai chân sau nó nhảy lên, nó nhậm đích lên là nó đá hai cái chân sau tới. Và cứ nhiều lần như vậy, cái cỏ mới suy nghĩ, ồ thì ra cái con vật mà mình nghĩ là nó dữ dằn như vậy, nhưng mà thật sự ra nó chỉ có một miếng đòn, tức là đá hậu thôi. Thì bây giờ con lừa nó tránh cái đá hậu đó, nó chồm lên, nó vồ ở từ, nó nằm ở trên người, nó cắn ngang cổ lừa ngã, giật ngã xuống liền. Thì ở đây thưa quý vị, người mà muốn biết, người ta nói về cái tánh không thật sự phải là dữ dằn không đó, thì mình phải kiểm chứng lại coi họ có đạt được hay không, hay là họ có phân biệt được hay không giữa cái tánh không của vô ngã và cái tánh không của niết bàn. Hai cái đó phải phân biệt nhau, chứ không phải lúc nào cái chữ sunyata
chúng ta cũng có thể xài được. Như chẳng hạn như chữ Sunya thì xài dễ lắm thưa quý vị. Thí dụ Đức Phật này dạy các vị tỳ kheo, này các vị tỳ kheo hãy tinh tấn nỗ lực, đây là một gốc cây, một ngôi nhà trống, một đống rơm, các ngươi hãy thiền định cho có dễ vui. Thì cái ngôi nhà trống đó là Sunya Gara, Sunya Gara. Chúng ta đừng có nghĩ là đi vào trong cái nhà trống đó là không không tánh, là vô là nếp bàn, không phải vậy. Đừng có mô phỏng rồi chúng ta diễn đạt làm cho nó lớn chuyện vô cái ngôi nhà trống là ngôi nhà trống, không có chuyện xảy ra cả. Cho nên chữ chữ nghĩa thông thường, nghĩa thưởng thức thì đó là thưởng thức. Còn khi nào mà xài chữ như sunyata và chỉ cho nếp bàn thì cái đó mới thật sự là tuyệt vời, là cao siêu, là tinh lương. Bani tăng, san tăng, bani tăng. Cho nên ở trong Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nam Truyền, trong kinh điển Tam Tạng thì vẫn có nói đến cái tánh không. Nhưng mà cái tánh không tuyệt đối ở đây là niết bàn thì Đức Phật Ngài chỉ như trong bài kinh này á, là Đức Phật Ngài chỉ trình bày để cho các vị tỳ kheo thấy biết được từng giai đoạn tu tập chứng đạt được tánh không, cuối cùng thì mới chứng đạt được cái sự giải thoát, cái tánh không giải thoát. Ngặt bài cái đó chứ bình thường Ngài không có đem tánh không ra mà nói chuyện hoài. Bởi tại sao vậy? Một người mà chưa có thành tựu được cái nền tảng, thí dụ bây giờ tệ quán chưa có quán tri được cái đặc tính vô thường của pháp vi, làm sao thấy cái đặc tính khổ của pháp vi, nội cái chữ khổ của pháp vi không đó thưa quý vị? Văn anh đi chăng tăng đúc khăn, chữ đúc khăn đó đúc khăn, mà đúc khăn của vô thường nó cũng khác với cái chữ đúc khăn đúc khác, hay là đúc khăn smudaya, đúc khăn sa chát. Cái khổ đế ở trong đời sống hàng ngày chúng ta, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thường phải xa ghét phải gần là khổ vân vân. Thì những cái khổ đó chúng ta mới nghĩ rằng là ở trong cuộc sống này sao nói vô thường, khổ vô ngã. Những lúc mà mình được ăn sung mặc sướng, mình còn trẻ đẹp, mình còn khỏe mạnh thì đâu có khổ, lúc đó đâu có khổ. Thì thưa quý vị, họ hiểu lầm. Cái chữ khổ ở trong khổ đế đó, cái khổ đó là đúc là đúc khác, khổ khổ, khổ thọ ưu hay thân thức thọ khổ, tâm buồn bực, thân đau đớn, cái đó mới là khổ khổ thôi. Còn khi mà cái hạnh phúc đó nó có rồi mất, vui khi họ hội ngộ thì sẽ có cái buồn chia ly, thì cái đó là cái khổ, cái đó là cái khổ. Thì cảm thọ lạc ấy, mà nó bị biến mất thì cái này được gọi là parinata đúc khá, là ngoại khổ. Còn cái gọi là sankhara đúc khá, tức là hành khổ ấy, thì ở đây là tại sao pháp hữu vi nó lại là khổ, là bởi vì văn anicca sate sankhara anicca, vì tất cả pháp vi là vô thường. Cái gì vô thường cái đó là khổ. Nói cái tiếng khổ không là chúng ta hiểu, mà hiểu cho tới đó thì quý vị cũng khó, đừng nói chi là mình đứng ở đây mà đòi hỏi đi học đòi cái tánh không, nói để lòe thiên hạ thôi. Thật sự là chúng ta chỉ quán vô thường, khổ, vô ngã cũng đã là khó lắm rồi,
Mà hãy khi chúng ta làm được thì chúng ta mới đạt được cái tánh không tuyệt đối của Niết Bàn. Chứ còn bây giờ ở đó mình ngồi bàn tánh không là tối ngày cứ ngồi ăn rồi nói chuyện diễn dông như vậy. Chúng ta gọi là diễn dông là bởi vì chúng ta chưa có đạt được cái nền tảng của cái sự tu chứng, thì không thể nào mà chúng ta đi nói cái thành quả chứng đạt. Chúng ta chưa có cái nền tảng tu chứng. Cái nền tảng đó là chúng ta phải quán tri về vô thường khổ vô ngã cái đã. Chúng ta hiểu được cái trạng thái rỗng không sunyata của Pháp Phổ Vi, thì lúc đó chúng ta mới có thể thành tựu chứng đạt được cái tánh không của Niết Bàn. Chúng tôi có một vài lời chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Điện Đẳng như vậy. Có lẽ là câu hỏi này cũng còn có 3 phút, xin Thượng Tọa đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Và chúng ta nghĩ là một của Thầy. Xin được hỏi quý Phật tử có nghe chúng ta nói không? Sa thú kính trực Thượng Tọa Thế Sư. Thưa quý vị, chúng ta có một vài điểm rất là then chốt và chúng ta cần bàn về tánh không. Ví dụ như là chữ không đó, cái nghĩa chính xác là gì? Ở trong Anh ngữ người ta thường dịch là emptiness hay là void. Thì cái chữ void và emptiness nó có khác biệt với nhau. Và một câu hỏi khác mà chúng ta phải hỏi ra rằng cái tánh không mà đối pháp của vi ấy, nó có đem áp dụng với pháp vô vi Niết Bàn hay không? Thì đó cũng là một vấn đề lớn chứ không nhỏ. Và một câu hỏi khác nữa là tánh không có phải là cứu cánh giải thoát, có đồng nghĩa với Niết Bàn không? Nó cũng là một câu hỏi khác. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta thực sự không có thời giờ cho những câu hỏi quan trọng này. Thưa quý vị, ngày mai chúng ta có một bài thắng pháp, và ngày mốt chúng ta sẽ trở lại với kinh gọi là bài kinh dài hay là đại kinh về tánh không. Thì Tòa Thủy Siêu giảng và chúng tôi cũng sẽ cùng với Tòa Thủy Siêu để thảo luận đề tài này. Về tánh không, một đề tài rất là quan trọng. Thì chúng tôi xin thưa rằng ngày mai riêng phần thắng pháp thì chúng ta sẽ học tiếp tục về bài cảm thọ. Khi rồi chúng ta chỉ đi vào một phần chứ chưa đi hết những phần sau cảm thọ, một trong 6 cái khía cạnh quan trọng của tâm thức. Và do vậy chúng ta sẽ học trở lại bài cũ, nhưng mà nói bài cũ nhưng mà những đoạn là rất là quan trọng. Bây giờ xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Phú Đa Đa Ma. Kính tri ân chư tôn đức đã vào trung để chia sẻ đến lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày yên an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Nhà sa thố lành thai, chúng con thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức lòng niệm và Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, an thiện một pháp. Nguyện cấp hữu ân, đồng thừa tư công đức.
Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.